Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ở Mầm Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một hạt giống mới. Đó là hạt giống cà rốt mini nhé. Đó. Thì cái cà rốt mini này, cái kích thước của nó rất là nhỏ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhỏ, rất là xinh. Đó. Thì cái hương vị hay là các cái chất ở trong vitamin ở trong cái củ cà rốt này nó không kém phần gì cái loại cà rốt thông thường của chúng ta đâu ạ. Nhưng mà bởi vì nó thuộc diện nó rất là nhỏ xinh này nên người gọi là cà rốt mini. Thế tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách là trồng cà rốt mini nhé. Rồi chúng ta sẽ cắt gói hạt giống này ra. Xem là gói hạt giống này nó có nhiều hạt hay không. Đây. Chắc nó được khoảng tầm 50 hạt các bạn ạ. Thế thì với giống cà rốt mini này thì chúng ta cũng trồng tương tự như là cái hạt giống cà rốt kia thôi. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một mảnh vải này, chúng ta sẽ đổ cái hạt giống cà rốt này ra đây. Đó. Các bạn đổ ra đây, bởi vì là cái hạt giống cà rốt này này nó có những cái lông rất là cứng, thế cho nên là các bạn sẽ đổ vào cái khăn nhỏ như thế này và chúng ta sẽ vò qua đi một chút để cho những cái lông của cái hạt cà rốt này nó sẽ gãy đi. Đó. Bởi vì nó cũng có một cái phần lông khá là cứng. Đó. Chúng ta sẽ vò qua đi và những cái lông đó nó sẽ gãy. Sau khi các bạn vò xong thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái phần đất ở đây. Thì cái đất trồng cà rốt mini này nó cũng không quá kén, nó có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Ví dụ như là cái quan trọng nhất thì là các bạn nên lưu ý là đất của nó phải là có độ tơi xốp để cho là nó sẽ phát triển được củ và thoát nước tốt. Các bạn lưu ý một chút là khi chọn trồng trên các loại đất nhẹ thì cái hạt cát nhiều và thô thì cái quả cà rốt của chúng ta nó sẽ bị biến dạng và méo mó. Còn nếu mà chúng ta trồng cà rốt vào trên cái loại đất lặng, ví dụ như đất sét chẳng hạn, thì sẽ làm cho cây cà rốt chúng ta nó không nó ra rất là ít quả. Đó. Và cái loại đất tốt nhất là đất cát pha giàu mùn, có độ pH từ 5,5 cho đến 7,0. Thì cái cà rốt này nó phải là thích nghi được với cái đất tơi xốp. Đó. Đây. Thế thì như đất ở đây thì các bạn thấy là nó rất là tơi xốp như thế này rồi đúng không ạ? Đó, các bạn có thể xáo xỉa lên như thế này. Rất là nhẹ nhàng. Thì sau khi mà các bạn đã chuẩn bị đất như thế này rồi, các bạn sẽ bỏ những cái đây. Chúng ta sẽ bỏ những cái hạt to là như thế này ra. Đó. Chỉ để lại cái phần đất tơi xốp thôi. Thì chúng ta sẽ gieo xuống thì hạt của chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó. Thế sau khi mà đã làm đất xong như thế rồi thì các bạn sẽ gieo cái hạt cà rốt mini này của chúng ta vào đây. Hoặc không thì các bạn sẽ trộn lẫn cùng với cái đất và chúng ta đây phủ lên trên chốc của nó rất mỏng. Đấy. Rồi các bạn sẽ tưới đây, chúng ta sẽ sử dụng bằng bình tưới phun sương hoặc là bằng những cái vật dụng quen thuộc như là cái chai nhựa như thế này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ đục những lỗ bên trên cái phần nắp chai, chúng ta sẽ cho nước vào đây tưới thì cái phần nước nó bắn ra nó sẽ không bị to quá, nó không làm hàng của chúng ta bị trôi mất. Thế sau khi các bạn đã tưới xong nước như thế này rồi thì các bạn nên nhớ là hàng ngày chúng ta vẫn phải bổ sung nước cho cái phần đất ẩm, cho phần đất của chúng ta để nó có độ ẩm. Thì khi nó có độ ẩm như vậy rồi thì cái hạt cà rốt của chúng ta nó sẽ nhanh nảy mầm. Đó.
Thế thì các bạn gieo hạt độ khoảng tầm 5 cho đến 7 ngày sau thì là bắt đầu hạt của chúng ta nó sẽ ra cây con, nó lên thành cây con và phát triển. Thế ở khi mà các bạn gieo xong như thế này thì các bạn có thể là có nhà nào có rơm dạ thì chúng ta sẽ phủ lên trên chốc. Thứ nhất là cái rơm dạ, cái phần rơm dạ này các bạn phủ lên trên chốc thì nó cũng giữ được cái độ ẩm cho đất rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là nó cũng tránh được là ví dụ như chúng ta mưa xuống hay là chúng ta tưới nước quá mạnh thì nó sẽ làm xói mòn cái phần đất đi, nó sẽ trơ cái hạt ra. Thế các bạn lưu ý là trong cái quá trình mà ươm ủ lên thành cái con thì các bạn lưu ý là cái những con côn trùng như con chuột, con kiến, con rán nó rất dễ là tha hạt của chúng ta, thì các bạn phải lưu ý một chút. Thế khi cây cà rốt của chúng ta nó ra được khoảng tầm 2 cho đến 3 lá rồi thì các bạn sẽ có thể lúc này là tỉa những cái bớt những cái cây bé, cây yếu đi thì chúng ta sẽ giữ lại những cây mập to khỏe mạnh lại để chúng ta sẽ chăm sóc những cái cây đó. Và các bạn nên nhớ cái khoảng cách khi mà cây cà rốt cây nọ cách cây kia thì theo hàng ngang ấy thì khoảng cách là 20 cm đó, thì là các bạn thấy là cái một cái khoảng cách nó cũng khá là xa để cho nó không làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển sinh trưởng của củ cà rốt sau này. Khi cà rốt của chúng ta mà nó mà có cái khoảng cách đều như vậy rồi thì nó phát triển củ nó cũng rất là tốt mà nó không bị ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển nữa, thì là các bạn thấy là cái củ cà rốt của chúng ta nó cũng phát triển nó rất là nhanh đó. Và khi mà cây của chúng ta được khoảng tầm 15 đến 20 ngày rồi thì các bạn có thể lúc này bón phân. Phân ở đây thì các bạn có thể là bón phân LPK hoặc là phân chuồng ủ hoai thì các bạn lên bón thưa cách xa cái gốc cây ra một chút. Như thế nó sẽ không bị làm cho phân nó không bị lóng cái củ hay cái gốc cây của chúng ta thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái củ cà rốt. Các bạn lưu ý là cái củ cà rốt của chúng ta là nó cũng cần đòi hỏi rất là nhiều nước, thế cho nên là trong cái quá trình mà củ cà rốt nó sinh trưởng phát triển ấy thì chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nước, cái độ ẩm cho cái đất của chúng ta thì là nó nhận được đủ nước thì là củ cà rốt của chúng ta nó sẽ phát triển tốt. Và các bạn lưu ý là các bạn đừng để cho cái củ cà rốt của chúng ta nó trồi lên trên mặt đất nhá. Nếu các bạn để cho nó trồi lên trên mặt đất thì cái phần mà nó trồi lên trên mặt đất nó sẽ có thành màu xanh, tức là nó bị ánh sáng nó cho chiếu vào thì nó sẽ biến thành màu xanh. Thì các bạn luôn luôn nhớ là cái củ cà rốt của chúng ta luôn luôn phải ở bên dưới phần mặt đất đó, thì nó cũng rất là thì là một cái điều đấy là phải lưu ý. Sau khi mà các bạn gieo hạt cho đến khi thu hoạch thì khoảng tầm 90 cho đến 100 ngày là các bạn có thể thu hoạch được những cái củ cà rốt nhỏ xinh như thế này rồi. Đó thì tôi nghĩ là cũng qua cái chia sẻ vừa rồi thì có thể là các bạn sẽ trồng được những cái củ cà rốt cho nhà mình để tự cung cấp được cái rau ăn cho nhà mình. Đó thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách là trồng củ cà rốt bằng hạt là như vậy. Hy vọng với những cái thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Ươm mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.